Xăng bên Nga có 9.000. Trời, thiếu gì nước xăng rẻ mày ơi. Nước nào mà nó sản xuất xăng là nước đó xăng nó rẻ lắm. À, sao Việt Nam chưa đầu tư vào lọc dầu để tự chủ xăng dầu vậy anh? Chờ em đầu tư đó em. Chứ Việt Nam cũng có đầu tư ít rồi, nhưng mà chờ em cút đi này mua cổ phần nha. À, Việt Nam 5 năm nữa có vượt nền kinh tế Thái Lan không anh Di? Không, anh không biết em. Thay vì em hỏi câu này em lo 5 năm nữa em giàu đi em. Đúng không? Việt Nam không thể nào phát triển khi em nghèo. Định lý đó chắc chắn đúng rồi đó. Dân giàu nước mạnh vậy thôi. Khi mà em còn nghèo Việt Nam phát triển cũng khó. Nếu mà có phát triển là người ta giàu, em nghèo chênh lệch giàu nghèo cũng vậy thôi. Nhiều vấn đề lắm em. À, vì mai mốt Nga có hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng bởi chiến tranh như Mỹ làm khi đánh Trung Quốc không anh Duy? Tiền đâu hỗ trợ mày? Còn tiệc chiêu cuối mà em. Nghe nói cái gì đó bắt nhốt chủ công ty với xu vô công quỹ. Nó tiệc chiêu đó ghê lắm nha. Nói chung ở bên Uren thì anh nghe tụi nó nói là hỗ trợ người được 5 triệu. Bên Nga thì chưa nghe. Có nước nào giàu mạnh mà nợ công ít không anh? Chứ Mỹ, Nhật nợ nhiều quá. Tao không thấy nước nào giàu mạnh mà nợ công ít. Cái này chưa thấy thiệt mấy em. Anh thấy nước giàu, nước mạnh nợ công quá trời luôn. Mà nước nghèo nợ công cũng nhiều nữa. À, Nga đã mua hàng trước hàng trăm tấn vàng để dự trữ cho cuộc chiến này. Ông Putin đã tính hết rồi. Nhưng mà bị phong tỏa phân nửa sao chưa tính? Thằng này biết một không biết hai. Thí dụ mày, tao nói mày nghe vàng giờ bán hết vàng đi được có bao nhiêu? 130 tỷ đô, cho mày số luôn. Tất cả dự trữ này đòi được 630 tỷ đô, cho mày số luôn. Đang bị phong tỏa 300 tỷ. Biết chưa con? Không biết mày gáy. Nước nào dám làm ăn với Ukraine ngoài NATO và Mỹ? Lúc này xe tàu máy bay hàng qua Nga chặn hết, chặn bằng mắt. Đâu mà chặn sao lâu lâu mà xe tăng nào bung nóc hoài vậy? Đúng là quy tiên sinh thì trí khôn. Tao nói thiệt, mày nói về làm ăn chứ còn làm ăn với Mỹ NATO thôi đủ giàu rồi. Nó đang thèm được vậy mà chưa được á. Đúng không quý vị? Ukraine đang thèm chỉ cần vậy thôi à, mẹ cho vô EU đi. Anh đổi đời mà xin hoài chưa cho. Trời ơi, đúng là chỗ che. Còn thằng quy tiên sinh này phải làm ăn với Trung Quốc mới giàu nha các bạn. Không biết nhà nó buôn gì thì mình không biết thiệt. À, ngoài cấm vận ra Mỹ có làm gì được nữa không anh? À, Duy thấy hèn quá. Chừng nào mày qua bên nước có được đi, muốn nói hàng hay không hàng gì kệ. Còn đằng này số 4 Lê Dẫn chưa bước chân vô nổi nữa. Mỏm cái gì em trai? Má cấm giận mà nói hàng. Vậy đem quân đi giết người mà không hàng hả mày? Thằng này mà nó bên YouTube là cho nó 300 giây rồi mấy em. Thằng này hả? Thôi thằng này lóc mẹ luôn cho rồi để làm chi mấy em? Đúng không? Thằng này nó là Mỹ và NATO nghèo đói làm gì bằng Nga với Trung Quốc. Thằng này tính cho nó 300 giây rồi nhưng mà này trời Phật không độ nổi mấy em. Thôi cái này lóc mẹ cho rồi, nhưng mà là trước khi lóc nói một câu cho mày phụt nè. Giờ xét về dân số EU và khoảng 500 chưa tới mày, 450 à. Còn nói về tiền á thì EU khoảng có 15.000 à. Còn nói về dân số á, Trung Quốc 1.4-1.5 tỷ gì rồi đó. Còn nói về tiền á, Trung Quốc á, là có 13.000 à. Mẹ cạch thằng EU cạch không nổi đồ, cạch với Mỹ đế. Cộng vô Nga nữa đúng không? Ok, cộng luôn Nga rồi, Nga nhiêu ta? Ngàn trăm mấy. Và tiền của ngàn rưỡi bù vô cộng bạn Trung Quốc trả lại bên EU luôn. Đúng, tôi nói sai đam đi. Nên tôi có thể nói vậy nè. Ví dụ Nga với Trung Quốc cộng lợi dân rất đông, nhưng mà tổng sản lượng về tiền nó không bằng EU. Chịu thôi à. Còn giờ thằng này đi được cái chắc rồi đó ha. Cứ tìm hiểu đi mấy em. À, anh nghĩ sao về chính quyền Anh cướp tiền của ông chủ Chelsea? Nghĩ cho mày 300 giây. Tại vì mày hỏi ngu quá. Cướp chỗ nào cướp mày? À, Trung Quốc 16k rồi mà. Trung Quốc 16k hả? 16k không ta? Để coi lại coi. Không, gì cũng vậy thôi mày. Phải chắc lại coi có 16k thiệt làm sao. 16k thiệt thì đam lại thôi. Cũng ăn à. Trời ơi, tăng giảm từ lưa. Có thấy mẹ rồi. Chết mẹ rồi mấy em ơi. Có 15,2 à. Hơn có một xíu. Xíu đại rồi. Xíu thua rồi mấy em. Ông lụm đâu ra tới 17,1 ghê vậy? Ông wow, cho đổi đi chị. Europe nè. Union. À, ok, mình nói là phải có sách mà mắt phải có chứng mấy em. Đây, thấy không? Này là data GDP của EU đã lên xuống, thời điểm cuối cùng nó là 15.000 mấy. Ủa thời điểm này đó. 15.200 mấy các bạn. 15.200 mấy coi như 15,3 đi. Ok. 15,3. Năm 2020. Còn giờ GDP of China
GDP China có con số luôn 14.2 tỷ ngàn tỷ. Đã Hoa Kỳ nó mới giảm nó mới ghê chứ. Hoa Kỳ còn coi như 21.000 tỷ đi. Vậy thì tóm lại bạn Trung Quốc cũng bằng được bạn EU, mà cộng bạn Nga vô chắc bằng hoặc hơn xíu. Xíu chứ nữa, cộng bạn Nga vô, bạn Nga giờ được tới 10.000 rưỡi hay gì đó. Russia này chắc 2014 mà cao nhất, xong rồi đi tuột tới giờ, xong rồi tuột năm nay thấp nè. Một cục này nhiêu ta? Tư. Xong rồi lại xong xuống vậy đó. Giờ EU nó kết nạp thêm vài nước nữa là GDP lên nữa. Nhưng mà đó là nói về lượng, còn nói về chất GDP giờ EU dân số chưa tới 500. Không, dân số người ta chưa tới 500 đúng không? Còn bên kia dân số người ta tới 1 tỷ tư lận, 1 tỷ rưỡi lận. Nên thôi, thằng kia nó đi là đúng rồi mấy em. Trời đâu có độ nổi đâu. Nói phải có sách mắt có chứng chứ. Đưa số. Do nước Anh rời khỏi khối, đúng luôn. Bạn này tiên dương, vỗ tay bạn. Bạn này nó đúng. Đó. Thả tim cho bạn Nguyễn Vua nha. Do nước Anh rời khối, đúng rồi. Thằng Anh rời khối tuột mấy ngàn luôn á má. Con Anh nó vô cái nữa, cộng với Nga đâu bằng được. Ồ, còn Anh này chơi kỳ, anh chơi rời khối. Thôi kệ đi Phong Lưu ơi, tao nói mày trên cuộc đời này cảm thấy nghe được thì nghe không được thì đi, chơi được thì chơi được lóc. Chứ em quan tâm chí, em than cho anh để làm gì mà chơi với tao đi, chừng nào tao xàm như vậy thì mày nói ok. Hiểu không? Tại sao em cứ kiếm mấy thằng thấp hơn mình mà chơi hoài vậy? Em có buồn thì tụi nó đâu có thay đổi, đúng không? Đó, nên em phải cứng lên, man lên. Mình lo cho mình thôi, đúng không? Mình yêu nước theo cái cách của mình suy nghĩ cho đất nước theo cái cách của mình. Mình không cần phải tâm tư cho những người mà gọi là y học bó tay. Giống như anh đó, Lưu Đức Hòa 3 triệu. Không độ nó nữa. Đâu đi kể đó. Mệt. Bọn nó còn ảo tưởng Mỹ EU rút đầu tư, Việt Nam không cần. EU cần lao động, Việt Nam giá rẻ và ổn định chính trị. Thì ok kể nó mà. Kể nó đi mấy em ơi. Hơi đâu kể lộn mấy chuyện đó. Mình nhìn phải nhìn ra chiều sâu. Đó. Chia tay hai đứa đều buồn hết, nhưng mà thằng nào buồn hơn nào đó mới là vấn đề. Thôi đâu kể mấy cái dư là lập luận trên mạng, dư luận đó là chỉ là dư luận, nó chỉ là lập luận thôi. Thôi đâu để đầu óc cho nó nhiều quá, lo làm kiếm tiền mua sub BBT nè mấy đứa. Gì? Hy vọng kiếp này của anh em mình, Việt Nam có thể ra thế giới vỗ bàn như Nga, Hàn, Triều Tiên. Thí dụ như nghe Nga, Hàn thì nghe cũng được đi. Mẹ vỗ bàn như Triều Tiên là vỗ cái gì má? Mày thấy mày sao ngu chưa? Má thua này luôn thiệt chứ, biết nó đậu chứ cái gì. Ngạo nghễ là tốt, nhưng mà đừng có khùng mày ơi. Đúng không quý vị? Là một con dân nước Việt Nam thì ai có quyền ngạo nghễ hết. Nhưng mà giữa cái ngạo nghễ với cái điên á, nhiều khi mình đang điên á mà mình cho rằng mình ngạo nghễ. Phải. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình đang muốn tốt cho Việt Nam, nhưng mà chính lời nói hành động của mình đang sỉ nhục Việt Nam á. Cái đó là mấy bạn phải cẩn thận nha. Nga không mắc nợ nhé, không mắc con khỉ. Nói ông bậy ông bạ, không mắc ít chứ làm gì không mắc nợ. Không rời khối chứ bắt cánh mấy thằng nghèo bướng ép anh quá anh rời chứng. Đó là trưng cầu dân ý của anh. Mà nước anh người ta chọn con đường đó thì anh Duy rất là tôn trọng. Vậy thôi. Anh Duy không bao giờ đam cái việc anh rời EU cả. Tôi tôn trọng đó là con đường của bạn và dân bạn đã chọn đường đó. GDP Trung Quốc gần bằng Mỹ mà, gần con mắt. Mẹ chưa được 15k, thằng Mỹ đã 21k. 6k là gần hả mày? 6k là gần hả? 6k. Bây giờ tao hỏi mày, trên thế giới mà tìm được quốc gia thứ 3 GDP trên 6k tao cho mày 1 triệu. Láo vừa thôi. Mẹ ở nhà mướn mà nói chuyện sóc ốc. Nó nói 6k mà gần mấy em. Cho 1 triệu thôi mày. Với lại Trung Quốc nhập nhiều hơn xuất. Nhập nhiều hơn xuất con mắt. Thôi tao cho mày 300 giây nữa. Trung Quốc mà nó nói nhập nhiều hơn xuất tao phun máu. Anh nghĩ Pháp với Đức rời EU nữa thì EU có tan rã không anh? Ghê mày. Chơi lớn vậy luôn hả? Đi hết vậy? Có là kịch bản hơi buồn cho EU nha, không biết có tan rã không đó. Ukraine vô rồi xong mấy nước Moldova nó vô, nó ra cái EU nghèo hơn. GDP Mỹ bằng Trung Quốc với Nhật cộng lại cộng cái mát. Phải cộng thêm Nga nữa mới đủ. Đó, GDP của Mỹ phải bằng GDP Trung Quốc cộng GDP Nhật cộng GDP của Nga nữa. Em làm tròn mà ngàn tỷ đô mà em làm như ngàn tỷ đồng mà em muốn làm tròn. Mà ngàn tỷ đồng đó cũng đã ghê ghê rồi. GDP của Nhật Bản 30 năm không thay đổi mà vẫn đứng thứ 3, ảo thật. Ảo gì ảo, tao nói giàu thôi chứ ảo gì. Nguyên nhân gì mà GDP của Mỹ với Trung Quốc chênh lệch gấp mấy phần còn lại với thế giới của anh dân đông em? Bên dân hơn 300 triệu, bên dân hơn tỷ mà.
dân đông thôi, với nước nước Mỹ giàu hơn Trung Quốc bình thường. GDP Trung Quốc thua, tính đầu người chắc thua luôn Rotia. Cái GDP đầu người mới là cái quan trọng má ơi. Má ngồi má nhịn ăn nhịn mặc nhau, má gom cả nước với nhau, má cộng má đi má nổ không à. Tao ghét mặt nó ghê luôn mấy em ơi. So sánh thì đâu không em. So sánh là kiểu hàng hàng sao á. Mình so thua mình dám thua. Mình phải lấy cái mình cộng ra để mình giả tạo mình ăn mình mới chịu. Đúng không quý vị? Quý vị giờ quý vị sợ cái nước Rotia coi giàu không? Ngày xưa bạn của Uren sợ, ngày xưa nghèo hơn Uren nữa. Rồi mấy cái nước Slovenia nè, tôi kể tên cho nghe luôn nè, bạn nghe mà chả biết nó đâu luôn. Slovenia, rồi Slovakia, GDP người ta 12-13 ngàn không à, sao do Thái, bờ, ủa, sao do Thái, Israel bờ về lịch sử mà nước đó tan sát chiến tranh tùm lum mà giờ nó giàu danh, nó gom lại ba. Nó gom bi lại đi kem. Hồi năm 1947 Israel gom bi mà, xong rồi người Israel người ta giàu sẵn rồi má. Xong rồi ta đem tiền, người ta xây dựng tổ quốc, rồi xong rồi Mỹ với phương Tây nó support công nghệ, hai bên làm qua làm lại đồ. Chứ đâu phải nó nghèo đâu trời. Ông chưa nghe nói hả, Israel đi đâu làm cũng giàu hết á. Rồi tiếp tục quý vị. GDP bình quân đầu người Ấn Độ thấp quá, thời gian ngắn liệu có vượt Việt Nam được không anh? Sao vượt nổi? Dân đông có trời mình nói đâu. Bình luận quá hay. Ai bạn? Theo anh bao giờ Trung Quốc vượt Mỹ về toàn diện vậy ạ? À? Nếu mà không bị vô sinh thì tao đời chắc của mày. Chứ nếu mà tao nói đời chắc của mày vượt thì đâm ra tao nói chuyện võ đoán đúng không? Đúng không quý vị? Nó hỏi chừng nào mà Trung Quốc vượt Mỹ về toàn diện thì tao chắc chắn với mày trong trăm năm miễn bàn rồi đó. Vậy thì nếu mà mày bị vô sinh để coi đời cháu đời chắc nó là nhiêu năm ta? Thì cũng chưa vượt, nó vượt bằng mắt. Đúng không? Nội cái tư tưởng và cách chơi thôi đó, thấy không vượt rồi đó. Anh chỉ chỉ cho màn điểm thôi nè. Ví dụ như nào? Ví dụ như giờ hai đại ca ra đường ai cũng có đàn em hết. Đúng luôn. Má đàn em của thằng Mỹ còn có cái ăn, có cái mặc. Phải ăn bự không? Ồ, đàn em của Trung Quốc có một cái khố mà đổi cho nhau. Mấy tình cảm có bên lâu, có mình ông phát triển còn tụi kia. Cái đó là vấn đề đó em, nội cách chơi thôi còn chưa men nữa. Bởi vì mình mới nói các bạn vượt bằng mắt. Chừng khi nào mà bây giờ có chuyện giấc mơ tàu của người khác á, thì cái chuyện vượt nó sẽ từ từ nó còn cạnh tranh được. Còn giờ nghe nói giấc mơ Mỹ không à. Ủa Uren đi cũng đi tị nạn đó, đâu có thấy Uren nào qua Trung Quốc đâu. Mà tự nhiên đi bộ còn chi tới Anh mỗi cẳng vậy. Bạn là cái bản đồ đó, bạn coi từ Uren qua Anh rất là xa, qua Anh rất là xa nha các bạn. Hot news, ông Putin cho được cho phép ngân hàng bán vàng cho dân. Ủa có này nữa hả ta, này sướng à. Nếu mà cho dân mua vàng thì nó chắc nó chịu á. Chứ hổm nào không cho làm gì chân nó khó chịu. Này ok nha mấy em. Chính sách này có tính chất nhân văn nè. Nhưng mà nó sẽ tác động đến nền kinh tế như thế nào anh? Giống như... Nó làm cho cái niềm tin trở lại à, Trung Quốc đầu tư nước ngoài nhiều. Mong là họ sẽ có cơ hội ngẩng cao đầu. Đầu tư của nước kế bên mình hả? Đầu tư, quan trọng đầu tư cái gì nữa chứ em. Dân giàu Trung Quốc giờ cũng kiếm đường qua Mỹ sống mà so làm chi. Chuyện đó rõ ràng à, sớm muộn thôi Trung Quốc cũng sẽ vượt qua siêu cường của Mỹ. Mong sao sắc ngoại giao Việt Nam luôn tốt như bây giờ để được hưởng lợi. Mày nói sớm muộn thôi dựa dẫu gì? Dựa dẫu miệng em à. Vượt vượt mắt. Thí dụ giờ anh câu nói của anh nó nằm trong đời của anh. Nó qua đời của anh không chịu trách nhiệm. Đúng không? Qua thí dụ như mày nói vượt, mày nói mày đưa kèo ngàn năm sau. Ủa ai ngồi cạnh? Gửi ngàn năm sau Mỹ thành 50 nước sao? Đúng không? Nói chính sách liên bang mà. Nên mấy em nói câu này là mấy em đang tự trấn an mình thôi. Mấy em không có đủ cơ sở để mấy em nói. Nhiều khi tụi em bị lôi cuốn bởi những cái video của Trung Quốc hay gì đó, không biết. Thấy hay quá này nọ kia. Thấy Triệu Di giàu quá đồ. Phạm Băng Băng nữa, giàu quá đồ. Cuba mà được gỡ bỏ cấm vận, anh có nghĩ phát triển Đài Loan không anh? Không em, tại vì thấy dân ít. Đài Loan vẫn đông hơn mày. Với Đài Loan nó có background rồi, và nó được Mỹ support nữa. Thí dụ như tháo bỏ cấm vận là phần thôi, quan trọng là mẹ khó phương Tây nó có chơi hay không á. Nó không chơi, mình không có bệ, mình nhảy. Nga giờ đang bắt đầu ngắm đòn của Mỹ và EU phải không anh? Em đoán là phải không? Đứng trên góc độ nào mới được chứ. Người dân thì khác. Mà đứng trên góc độ mà quân sự thì khác. Người dân thì thấy ngắm lâu rồi. Em đọc hết cái bài đó đi. Cái bài nào ta? À, tại Bali là bên Indonesia. Ông Ivanov, 27 tuổi, khách Nga, vật lộn vì tài khoản còn bị đóng băng. Chúng tôi đã hoàn toàn bị tước đoạt nguồn tài chính. Anh nói và chia sẻ thêm rằng anh có thể phải tìm một công việc mới ở Indonesia.
Tại Thái Lan, hàng nghìn du khách Nga khác cũng bị mắc kẹt vì không thể thanh toán qua thẻ, cũng như không tìm được chuyến bay về nước. Trong khi đó, một công ty du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ đã mất hàng chục nghìn đô vì khách du lịch Nga hủy chuyến. Này, An Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang khiến thế giới chao đảo vì những biện pháp trừng phạt sâu rộng của phương Tây đối với Nga, bao gồm lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không và ngân hàng Nga. Điều này không chỉ khiến cho hàng nghìn khách du lịch Nga trên khắp thế giới không thể thanh toán hóa đơn hoặc trở về nhà, còn đe dọa đến ngành du lịch của hàng loạt quốc gia vốn chưa kịp phục hồi sau đại dịch. Du khách Nga mắc kẹt. Tại Thái Lan, ông này nè, Supason, người đứng đầu Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết có khoảng 6.500 du khách Nga mắc kẹt tại Phuket, Surat Thani, Capri và Pattaya cùng với 1.000 người Ukraine. Ukraine du lịch nhiều vậy? Theo AP, ông gì Yuthasak gì đó cho biết người Nga phải đối mặt với hai vấn đề chính: bị hủy chuyến bay về nước của các hãng hàng không đã ngừng chuyến bay và bị đình chỉ các dịch vụ tài chính từ các công ty tài chính tham gia trừng phạt Moscow. Một số hãng hàng không vẫn bay đến Nga nhưng du khách phải quá cảnh ở nước khác. Chúng tôi đang cố gắng điều phối và tìm kiếm chuyến bay cho họ. Siwapon Von Ruang, một phiên dịch viên tình nguyện cho những người Nga mắc kẹt ở Krasny, cho biết một số người không thể thanh toán hóa đơn vì họ không thể sử dụng thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard. Nhiều người có tiền mặt và những người có thẻ tín dụng ở UnionPay do một công ty dịch vụ tài chính Trung Quốc phát hành vẫn có thể chi trả, nhưng chỉ thanh toán tiền điện tử. Nhưng thanh toán tiền điện tử không được phép. Cô nói, chính phủ Thái Lan đề nghị gia hạn thị thực 30 ngày và không cần thanh toán và đang cố gắng tìm chỗ ở thay thế có chi phí thấp cho người Nga, buộc họ phải ở lại trong thời gian dài. Tại Indonesia, du khách Nga qua tình cảnh tương tự. Ông Sadi Junto, quản lý một quán cà phê ở Bali, cho biết ông nhận thấy lượng khách Nga giảm trong những ngày gần đây và nhiều người hiện thanh toán bằng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng. Đại sứ quán Nga tại Jakarta cho biết đã có sự hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ. Nói chung thì dài quá. Nói rằng ngân hàng Vostra của Nga đang cung cấp thẻ ảo sử dụng hệ thống UnionPay của Trung Quốc thay vì Visa hoặc Mastercard. Hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT đã loại một số ngân hàng Nga ra khỏi mạng lưới của họ, trong khi Visa và Mastercard cho biết họ đã chặn việc sử dụng ở nước ngoài đối với các thẻ do ngân hàng Nga phát hành từ ngày 9 tháng 3.